Nhà đất Hồng Sơn xin kính chào quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu mới vừa hoàn thiện xong, rất là đẹp quý vị nhé. Căn nhà hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có diện tích là chiều ngang 4m, chiều dài 15m, nhà số hồng riêng, thổ cư 100%, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Nhà này có hướng chính bắc, có con đường phía trước rộng 7m, vỉa hè mỗi bên là 3m. Đây là trục đường thông, quý vị có thể mua về kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ trên trục đường này quý vị nhé. Công năng sử dụng gồm mà phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trên cùng. Mặt tiền thì được chủ nhà thiết kế là mặt tiền mái thái hình chữ A, rất là đẹp quý vị nhé. Đây là một mẫu rất là phổ thông hiện nay. Và đây là trục đường lưu thông của con đường trước nhà mình này. Khu vực đang được xây dựng rất là sầm uất và đã được rất nhiều khách hàng đã chuyển về đây ở rất là đông. Vị trí thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà này gần với khu vực như ngã tư Miếu Ông Cù, chợ Phú Phong, ngã tư Bình Chuẩn và cách với ngã 6 An Phú tầm khoảng là 2 km quý vị nhé. Từ đây mình di chuyển đi các khu vực trung tâm thành phố như thành phố Thủ Đức thì tầm khoảng là 15 cây. Và di chuyển đi trung tâm quận 1 hoặc sân bay Tân Sơn Nhất thì đúng 24 km quý vị nhé. Một trục đường lưu thông rất là đẹp. Bây giờ mời quý vị mình vào trong để ta tham quan chi tiết căn nhà. Quý vị nhớ xem hết video để cảm nhận về một căn nhà một trệt hai lầu đẹp như thế này. Quý anh chị nào đang có nhu cầu xây nhà sắp tới mà có lô đất tương tự như thế này thì có thể tham khảo mẫu nhà này. Nếu thấy đẹp, hợp lý thì mình có thể áp dụng xây theo. Mặt tiền thì được chủ nhà ốp giả đá lên tới trên và chủ nhà có đi dây chờ camera sẵn ở đây nhé. Cửa chính thì được chủ nhà làm hai lớp cửa. Ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh. Còn đây là khu vực phòng khách nhà mình này. Sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá loại 1 khổ 80-80. Vách hai bên thì được chủ nhà ốp alu vân giả đá và giả gỗ rất là đẹp nhé. Đây là một căn nhà có phân khúc tầm trung, giá rẻ bình dân với mức giá 3 tỷ 550 triệu đồng là quý vị có một căn nhà một trệt hai lầu đúc 3 tấm kiên cố như thế này. Để sở hữu căn nhà này thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với nhà đất Hồng Sơn để mình đi xem trực tiếp và có mức giá tốt nhất quý vị nhé. Khu vực trần chỉ thạch cao cũng như là hệ thống quạt trần, đèn trang trí ở phòng khách thì được chủ nhà trang trí khá là đẹp nha. Ngoài ra bên đây có những kệ để rượu này ở khu vực phòng khách nhà mình. Khu vực cầu thang thì chủ nhà đóng một tủ ở dưới gầm cầu thang chắn rồi. Và ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp thì ở đây có hai trụ cầu thang được chủ nhà làm gỗ chạm chỗ rất là đẹp. Phúc lộc thọ quý vị nha. Và đây là khu vực phòng bếp này. Phòng bếp thì quý vị có thể kê bàn ăn 6 ghế đến 8 ghế thoải mái nhé. Và chủ nhà làm hai dàn tủ bếp trên và dưới. Vách thì chủ nhà làm kiến cường lực đang hấp và khoảng chiều nay là ốp kiến cường lực vào vách của phòng bếp rồi. Phía trên mình có trần chỉ thạch cao và quạt trần thoáng mát ở khu vực phòng bếp nhà mình nhé. Trên đây thì được chủ nhà ốp alu cũng như hệ thống dàn tủ trên rất là đẹp. Và phía cuối nhà mình là khu vực lối thoát hiểm và phòng vệ sinh ở tầng trệt. Đây là nội thất của phòng vệ sinh tầng trệt nhà mình quý vị nhé. Nhà mình thì gồm 4 phòng vệ sinh và phòng vệ sinh nào thì cũng được chủ nhà ốp gạch lên tới nóc luôn. Và phía sau này là khu vực sân phơi kê máy giặt này. Được chủ nhà hàn xung quanh đầy đủ hết rồi quý vị nhé. Nhà này có sân phơi kê máy giặt ở trên lầu 2 nữa quý vị nhé. Trên lầu 2 là sân phơi kê máy giặt.
Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt, rồi mình sẽ cùng lên tham quan 4 phòng ngủ và các phòng thờ, phòng giặt ở trên. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý anh chị xem. Khu vực nhà đất Bình Dương, nhà đất Hồng Sơn có rất nhiều sản phẩm để cho anh chị xem tham khảo để mua được mức giá tốt nhất. Bên nhà đất Hồng Sơn kêu giá chính chủ đưa ra và quý vị chỉ việc đi xem nhà. Nếu ưng căn nào thì mình sẽ xem pháp lý sổ hồng và thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Lên tới lầu trên, lầu này sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Và đây có cửa sổ phía sau này. Đây là phòng vệ sinh riêng ở trong phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình nhé. Mình sang tới khu vực lầu 2, phòng ngủ thứ hai. Phòng này là phòng master quý vị nhé. Phòng master này thì cũng có phòng vệ sinh riêng trong phòng và nội thất thì quý vị nhìn thấy trên màn hình. Đầy đủ từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage, sen thuyền. Và có thêm một bộ bàn bồn tắm nằm quý vị nhé. Một căn nhà được chủ nhà thiết kế rất là tâm huyết ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và mức giá thì chỉ có 3 tỷ 550 triệu thôi là quý vị sở hữu một căn nhà đẹp như thế này rồi. Phòng master rất là rộng nha. Và chủ nhà đưa ra mức giá chỉ có bớt lộc thôi quý vị nhé, không có thương lượng nhiều. Anh chị nào đi mua nhà thì muốn mua được giá tốt nhất thì cứ gặp trực tiếp chủ nhà và đàm phán giá cả. Bây giờ mời quý vị mình lên tiếp khu vực lầu trên. Quý vị đang xem, nếu có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn theo số điện thoại trên màn hình, số 0973 114255 và số 0975 613 119 quý vị nhé. Mình có đăng rất nhiều sản phẩm ở trên Zalo mà trên YouTube không có đăng hết được, nên quý vị có thể xem thêm nhiều sản phẩm ở trên Zalo theo số điện thoại trên màn hình của mình để hẹn Hồng Sơn đi xem trực tiếp. Lầu trên này sẽ có thêm 2 phòng ngủ nữa quý vị nhé. Lầu trên này sẽ có 2 phòng ngủ nữa và một phòng vệ sinh, một phòng giặt, một phòng thờ. Ở đây mình sẽ có một phòng giặt, ở đây có chỗ kê máy giặt phơi đồ khu vực này. Và ở đây thì mình có thang để lên sân thượng quý vị nhé. Khu vực thang lên sân thượng này. Ngoài đây thì chủ nhà đã hàn bao đầy đủ hết rồi. Bây giờ mời quý vị sang phòng ngủ thứ tư, cũng như là phòng thờ phía trước. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để không bỏ lỡ video mới nhất của nhà đất Hồng Sơn đăng lên nhiều mẫu nhà cho quý vị xem. Và quý vị nếu thấy căn nhà này đẹp, hợp lý thì hãy tặng cho nhà đất Hồng Sơn xin một like, chia sẻ lên Zalo, Facebook để anh em bạn bè người nhà của mình có thể tiếp cận được video này. Nếu đang có nhu cầu xây hoặc đang có nhu cầu mua nhà sắp tới thì sẽ mua được mức giá tốt nhất nhé. Vừa rồi là phòng ngủ, đây là phòng ngủ thứ tư rồi. Và phòng vệ sinh thứ tư thì quý vị cũng mới xem rồi nhé. Nhà này gồm 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Phòng ngủ này có cửa lùa này. Và phía trước nhà mình là khu vực ban công cũng như là phòng thờ đây. Ở đây mình sẽ có một phòng thờ phía trước ở khu vực này. Và đây là ban công nhé. Quý vị nhìn về con đường phía trước này. Một khu dân cư cao cấp, an ninh, yên tĩnh đang được mọc lên giữa thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn để đi xem trực tiếp nhé.